Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ án tại công ty Xuyên Việt Oi, cơ quan điều tra xác định sau khi nhận được túi quà đựng 250.000 đô la từ người của Xuyên Việt Oi nhờ tạo điều kiện cấp lại giấy phép kinh doanh, cựu vụ trưởng vụ phó thị trường trong nước Bộ Công Thương đã lập tức chia nhau ngay tại phòng làm việc. Theo đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi và một số cơ quan tổ chức liên quan. Cơ quan điều tra cáo buộc giám đốc doanh nghiệp này là Mai Thị Hồng Hạnh có hành vi hối lộ hàng loạt quan chức như tại Bộ Công Thương bị can đã chi 350.000 đô la nhằm giúp Xuyên Việt Oi được cấp phép kinh doanh xăng dầu. Việc đưa hối lộ chủ yếu được thực hiện thông qua bị can Nguyễn Văn Thắng, phó giám đốc chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oi. Tuy nhiên người này có hành vi ăn bớt tiền giám đốc hạnh giao để chi cho quan chức. Kết luận điều tra xác định tháng 6 năm 2021, giấy phép kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oi chuẩn bị hết hạn nhưng không đủ điều kiện để được cấp lại. Trước tình hình này, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oi, chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oi, liên hệ hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo vụ thị trường trong nước và Bộ Công Thương để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cấp lại. Do có mối quan hệ từ trước, Hạnh liên lạc nhờ Đỗ Thắng Hải giúp cấp lại giấy phép cho công ty Xuyên Việt Oi. Nhận được lời nhờ và ông Hải giới thiệu đề nghị bà Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn để được hướng dẫn cụ thể. Hạnh còn điện thoại cho Tuấn chỉ đạo sớm xem xét giải quyết hồ sơ giúp công ty Xuyên Việt Oi. Qua giới thiệu của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hạnh liên lạc với Tuấn, xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu cho công ty Xuyên Việt Oi. Tuấn sau đó báo cáo việc này cho Trần Duy Đông đi đến thống nhất tạo điều kiện giúp Xuyên Việt Oi. Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo lái xe đưa 10.000 đô la cho Nguyễn Văn Thắng đi gặp gỡ, đưa quà cho Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên khi gặp nhau, Thắng chỉ đưa 5.000 đô la cho Tuấn, còn lại 5.000 đô la đưa vào quỹ công ty chi nhánh Hà Nội. Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Nguyễn Văn Thắng nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại bộ phận một cửa của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, đến đầu tháng 7 năm 2021, Hoàng Anh Tuấn ký thông báo gửi bà Hạnh về việc chưa chấp thuận cấp lại giấy phép cho Xuyên Việt Oi. Lý do Tuấn đưa ra là hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định. Mai Thị Hồng Hạnh tiếp tục liên lạc với Tuấn nhờ giúp đỡ và được anh này tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép. Sau khi được hướng dẫn, bà Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới tìm các đại lý bán lẻ xăng dầu để ký hợp đồng mua bán cổ phần nhằm hợp thức hóa điều kiện về số lượng đại lý. Cuối tháng 9 năm 2021, để đạt được mục đích, Giám đốc Xuyên Việt Oi liên hệ mua 300.000 đô la đưa cho Nguyễn Văn Thắng để đi hối lộ lãnh đạo vụ thị trường trong nước. Khi đi đến trụ sở Bộ Công Thương, Thắng kiểm tra túi tiền, thấy bên trong có 300.000 đô la. Thắng lấy ra 50.000 đô la bỏ vào túi sách tay cá nhân. Thắng sau đó được Hoàng Anh Tuấn đưa vào phòng làm việc của Trần Duy Đông. Thắng nói chị Hạnh có gửi quà cho các anh rồi để túi tiền gần chỗ ngồi của Đông. Sau khi Thắng về, Đông và Tuấn chia nhau số tiền 250.000 đô la. Đông lấy 120.000 đô la, phần còn lại cho Tuấn. Tháng 11 năm 2021, Bộ Công Thương có đoàn kiểm tra do Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Xuyên Việt Oi. Trong lần này, bị can hạnh lại chỉ đạo cấp dưới hối lộ Tuấn 10.000 đô la Kết luận điều tra nêu, mặc dù không thực hiện việc kiểm tra thực tế đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng mà Xuyên Việt Oi kê khai trong hồ sơ, nhưng Hoàng Anh Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận công ty Xuyên Việt Oi cơ bản đáp ứng các điều kiện để được cấp lại giấy phép Tháng 11 năm 2021, trên cơ sở công văn đề xuất của Tuấn, ông Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành giấy phép cho công ty Xuyên Việt Oi có giá trị đến hết tháng 11 năm 2026. Sau khi đạt được mục đích, Mai Thị Hồng Hạnh đã đến Bộ Công Thương gặp cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đưa túi quà đựng 50.000 đô la cảm ơn. Cơ quan điều tra cho rằng, để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu cho công ty Xuyên Việt Oi, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng 365.000 đô la cho lãnh đạo vụ trưởng trong nước và Bộ Công Thương. Trong đó, Ông Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ trực tiếp của Mai Thị Hồng Hạnh 50.000 đô la tương đương với hơn 1,1 tỷ đồng. Đến nay, cựu Thứ trưởng Hải đã nộp lại 730 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Cựu vụ trưởng vụ thị trường trong nước Trần Duy Đông nhận hối lộ của bà Hạnh số tiền 250.000 đô la tương đương hơn 5,65 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền bị can đông chiếm hưởng là 120.000 đô la tương đương hơn 2,7 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông đã nộp lại toàn bộ 120.000 đô la khắc phục hậu quả để các loại hồ sơ của công ty được thông suốt ngoài đưa tiền hối lộ bà chủ xuyên Việt Oi còn mạnh tay mua xe Mercedes đồng hồ Patek Philippe có giá trị đắt đỏ đi tặng người đã giúp mình phạm tội. Tháng 3 năm 2016, bà Hạnh được giới thiệu gặp và làm quen với ông Nguyễn Lộc An đang làm vụ phó vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, phụ trách mảng cấp giấy phép. Do có nhu cầu làm đầu mối kinh doanh xăng dầu mà Xuyên Việt Oi còn thiếu một số điều kiện, nên bà Hạnh đã đề nghị ông An giúp đỡ cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Ông An đồng ý giúp và thông báo chi phí phải chi theo mặt bằng chung là 5 đến 7 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu bà Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện còn thiếu và nộp hồ sơ vào bộ phận một cửa Bộ Công Thương. Trong lần gặp này tại khách sạn Victory số 14 Võ Văn Tần, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, bà Hạnh đã đưa cho ông An 50 triệu đồng. Tiếp đó, tháng 5 năm 2016 tại nhà khách Bộ Công Thương phía Nam, bà Hạnh gặp ông An đưa 100 triệu đồng, sau đó về hợp thức các điều kiện thủ tục theo hướng dẫn của ông An để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép. Ngày 18 tháng 8 năm 2016, ông An làm trưởng đoàn kiểm tra đến Xuyên Việt Oi kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Tại đây dù không kiểm tra đầy đủ nhưng ông An vẫn ký biên bản xác nhận có nội dung sai lệch thể hiện Xuyên Việt Oi đủ điều kiện được cấp giấy phép. Trong lần kiểm tra này, ông An đã nhận 250 triệu đồng của bà Hạnh. Ngày 22 tháng 8 năm 2016, trên cơ sở đề xuất của ông An, ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oi có giá trị đến 22 tháng 8 năm 2021. Sau khi được cấp giấy ngày 29 tháng 7 năm 2017, nhân dịp ông An và thành phố Hồ Chí Minh công tác, bà Hạnh muốn trả công cho ông An và cũng tiện lấy lý do chúc mừng sinh nhật ông An. Ông An sinh ngày 27 tháng 7 nên bà Hạnh mời ông An đến nhà ăn tối. Tại đây bà Hạnh đã tặng ông An một đồng hồ Patek Philippe ông An khai dạo đỏ bán chiếc đồng hồ này được 23.000 đô la. Trong số 8 bị can nhận hối lộ, ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre cũng bị cáo buộc đã giúp sức bà Hạnh phạm tội và nhận hối lộ với số tiền 600.000 đô la. Ngoài ra sau khi được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ đã lợi dụng chức vụ của mình để chỉ đạo tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oi. Qua đó, được bà Hạnh tặng nhiều món quà có giá trị lớn. Cụ thể, đầu năm 2022, bà Hạnh đã tặng ông Thọ một bộ gậy gốp trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 đô la, gần 10 tỷ đồng. Lần hai là ngày 28 tháng 3 năm 2022, Hạnh đưa cho ông Thọ 200.000 đô la. Lần ba vào tháng 5 năm 2022, Hạnh mua tặng ông Thọ một xe ô tô Mercedes-Benz S450 Luxury trị giá 6,6 tỷ đồng. Ngoài các món quà kể trên trong thời gian giữ chức bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn nhiều lần được hạnh tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng ông Thọ làm bí thư, cảm ơn đã tư vấn trong việc quản trị hoạt động của Xuyên Việt Oi, gồm 200.000 đô la, 300 triệu đồng, 3 đồng hộp Patek Philippe, tổng trị giá 355.000 đô la. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!